Hôm qua đi lên thì chụp lên trong nhà thầy tìm nhau. Con tránh nhà để bố quay chuyện này. Thôi được rồi. Con kia con điều tra con bắt sốc nào. Buổi sáng nay bà cháu thì dậy. Bố. Cuối cùng. Bố rụt lên. Đây, anh chụp lên thì. Ban nhạc mình có mắt đấy mà. Còn anh chỉ cần nhạc lên mà chúng tôi. Chào mọi người, đây là ban nhạc Miếng Phở Mắt Lớn. Và xin chào mừng ra sân khấu ca sĩ Chuột Anthony. 1, 2, 3, 4, 5. Bảy cơ mà con. Hai con ấn số 2 đi. Số 2 là số nào? Đâu? Đúng rồi, số 2 vừa rồi đây. Đúng. Ông chị Sơn quay nhà đây rùng rắng nghe như chị nghĩ tới cái ngày quá. Không, hôm qua nó cấm rồi chị hỏi cho đám chỗ ra đây mà kèo ra đây kèo cái chỗ cái gì sáng ngoài ra để xong rồi. Nhưng mà cái hôi thì nở thì chắc cũng kính nghiêng đấy chứ, cái biển trên đây nó còn nở. Đưa thằng quý có cái video này đó. Mời tập quán đúng không? Của quý là của hướng nhỉ? Cái nào? Sửa thầy có cái máy video hay là có